hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, để sau này không phải hối tiếc. Mỗi ngày, tôi đều thường tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng, liệu hôm nay tôi đã sống hết mình hay chưa? Và nếu là bạn, bạn sẽ trả lời câu hỏi ấy thế nào? Là một người trẻ và sống trong thế giới hiện đại, tôi biết không chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều bạn trẻ khác đang sống rất vội vã, hoặc chưa tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống cũng như giá trị của bản thân. Có phải bạn là người luôn chìm đắm trong những ký ức, kỷ niệm của quá khứ? Bạn là người lúc nào cũng hoang mang khi nghĩ đến tương lai? Hay bạn là người luôn nghĩ cuộc đời tôi chẳng có ý nghĩa gì, hay ngày nào cũng như ngày nào, muốn ra sao thì ra? Vậy thì bạn ơi, đã đến lúc bạn dừng lại những suy nghĩ ấy và đưa tâm trí mình đến thẳng những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vì chỉ khi nghĩ đến cái chết, bạn mới nhận ra rằng mình cần phải sống như thế nào và nhận ra cuộc sống trước đây thật sự có giá trị và ý nghĩa ra sao. Sống hết mình cho ngày hôm nay của tác giả Takatoshi Oyawa. Ông tốt nghiệp khoa y trường Đại học Tokyo JK năm 1987, là nguyên viện trưởng trung tâm chăm sóc sức khỏe bệnh viện Yokohama Kosei. Năm 2006, ông thành lập phòng khám Megumi. Ông cũng là người sáng lập hiệp hội Enlight Care và cũng là một bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân giai đoạn cuối. Ông đã tận tay chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.800 bệnh nhân, chứng kiến vô vàn đau thương cũng như tâm lý của những người bệnh, học được từ các bệnh nhân những bài học giá trị mà họ rút ra được khi đến những ngày cận kề của cuộc đời. Vì thế, những chia sẻ trong cuốn sách vô cùng chân thật và xúc động. Cuốn sách Sống hết mình cho ngày hôm nay được xuất bản lần đầu vào tháng 5 năm 2019 bởi Nhà xuất bản Thế giới với tổng số trang là 152. Cuốn sách được dịch giả Lê Thu Trang chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam bởi Skybook. Cuốn sách này đã tạo tiếng vang lớn tại Nhật Bản với 30 vạn bản được bán ra chỉ trong một năm. Đây là một nguồn cảm hứng cho những ai muốn tìm lại sự cân bằng và sự bình an trong cuộc sống. Nếu tôi chia sẻ với bạn về cuốn sách Sống hết mình cho ngày hôm nay của tác giả Takatoshi Oyawa, tôi sẽ nói rằng đây là một cuốn sách mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sâu sắc, nhất là với những ai đang tìm kiếm động lực sống, ý nghĩa từng ngày. Cuốn sách như một hồi chuông thức tỉnh người đọc thức dậy khỏi chốn u mê, sống tích cực hơn mỗi ngày, mỗi giờ, để cuộc sống thực sự là một món quà Thượng Đế ban tặng. Cuốn sách này tập trung vào việc nhắc nhở chúng ta về giá trị của khoảnh khắc hiện tại. Tác giả hướng người đọc đến triết lý sống chậm, sống trọn vẹn từng ngày thay vì lo lắng quá nhiều về tương lai hay hối tiếc quá khứ. Bằng cách này, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi ngày đều là một cơ hội quý giá để sống đúng với chính mình. Ngoài ra, cuốn sách không chỉ tập hợp những lời khuyên chung về cuộc sống trong hiện tại, mà còn có nhiều câu chuyện thực tế và bài học cuộc sống từ chính tác giả. Ông nhấn mạnh rằng cuộc sống rất ngắn ngủi và điều quan trọng nhất là chúng ta tự tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Sống hết mình cho ngày hôm nay không phải là cuốn sách hướng dẫn bạn phải cố gắng, phải tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó vượt qua một cuốn sách thông thường và chạm đến người đọc bằng những triết lý giản dị nhưng sâu sắc. Tác giả không sử dụng những lời khuyên quá cao siêu, mà thay vào đó là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, giúp ta dễ dàng liên tưởng và áp dụng vào chính cuộc sống của bản thân. Oyawa không chỉ nói về việc nắm bắt hiện tại, mà còn dạy chúng ta yêu thương bản thân, tôn trọng cảm xúc của mình và người khác, từ đó sống hài hòa với mọi thứ xung quanh. Cuốn sách gồm 4 chương, mỗi một chương là những câu chuyện. Đó chính là sự trải nghiệm của tác giả đối với các bệnh nhân mà ông đã chăm sóc. Đa phần, họ là những người không có nhiều thời gian trên thế giới này. Cuối mỗi phần, tác giả sẽ có những câu hỏi dành cho bạn. Đó là những câu hỏi liên quan đến nội dung bạn đã đọc. Với mỗi câu hỏi, bạn không cần viết quá dài. Bạn chỉ cần ghi lại những điều đang hiện lên trong tâm trí một cách thành thật nhất. Và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc là: 1. Giá trị của từng khoảnh khắc. 2. Tầm quan trọng của việc buông bỏ quá khứ. 3. Học cách biết ơn và trân trọng cuộc sống. 4. Sống thật với cảm xúc. Một đoạn trong cuốn sách này khiến tôi thực sự suy ngẫm là khi tác giả nói về việc buông bỏ quá khứ và ngừng lo lắng về tương lai. Oyawa viết: chúng ta không thể thay đổi quá khứ và cũng không thể kiểm soát hoàn toàn tương lai, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống trong khoảnh khắc này, ngay tại đây. Đây là một triết lý vô cùng ý nghĩa
bởi nó giúp người đọc nhận ra điều quan trọng nhất là sống trọn vẹn cho hiện tại, không nên để những nỗi sợ hãi trong hối tiếc đè nặng tâm trí. Phong cách viết của Ozawa rất gần gũi, như một người bạn đang tâm sự với bạn. Mỗi trang sách dẫn đến một cảm giác rất nhẹ nhàng, không quá áp lực hay dày đặc về lý thuyết. Điều này giúp cuốn sách trở thành một tài liệu tham khảo quý giá cho những người đang tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Nếu bạn là một người trẻ và đang cảm thấy mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống và muốn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, hoặc bạn đang tìm một cuốn sách vừa nhẹ nhàng, vừa truyền cảm hứng sống tích cực, thì sống hết mình cho ngày hôm nay là một lựa chọn tuyệt vời.